Ngày 16 tháng 5, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết số 687 về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Hà Nội. Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan. Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng ban hành nghị quyết số 688, quyết định điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 10, thành phố Hà Nội. Theo đó, đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện Mê Linh, Sóc Sơn được bầu hai đại biểu Quốc hội khóa 15 trên tổng số 3 ứng cử viên.